Quý vị và các bạn đã quay trở lại với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi tối. Thì tôi cũng ít khi tôi làm buổi tối lắm, nhưng mà làm buổi tối là chắc là có vấn đề rồi đấy các bạn. Cái vấn đề mà quan trọng nhất thì có lẽ tôi nói sau, tức là Nga đã bị mất một cái F-300 các bạn nha. Đầu tiên vào thì chúng ta có thể nói là có một cái tàu mà liên quan đến ngũ cốc, thì nó là một cái tàu của Trung Quốc các bạn nha, là đã đi ra từ cái phía này. Thì khi mà ra, tức là từ cái, không phải từ Odessa đâu, tức là họ đi từ cái cảng này, nó gọi là cảng Choromoros. Đây là nó có một cái tuyến đường đi đây các bạn này. Tuyến đường này là nó đi xuống Bắc Na đấy. Thì tí là tôi sẽ dẫn chúng ta xuống dưới này. Thì chứ không phải là cái chỗ mà Sulina đâu nhá. Còn cái chỗ này mà chỗ Sulina đây là khác này. Còn đây nó có một cái vào sông Danube hôm trước chúng ta vẽ này. Đấy. Thì đây là vào đấy là kích rồi. Đây là cái cảng Reni thì hôm vừa rồi đã bị đánh tan nát rồi. Còn cái Ismail cũng bị đánh tan nát rồi. Thì cái tàu mà hôm nọ nó bảo là vào Sulina đấy, là cái tàu đấy là tàu khác các bạn nhá. Thế còn cái tàu này là tàu ra. Tàu này thì nó có từ lâu rồi. Nó nằm ở trong cái khu vực này là cũng lâu lắm rồi. Thì bây giờ cũng rất là may mắn là không, các cái tàu thì chúng ta biết là trong cảng thì nó không có đánh tàu. Thì cái tàu này là tàu của Hồng Kông Trung Quốc. Thì coi như sau khi mà Trung Quốc gọi là xin phép đấy các bạn, tức là yêu cầu Nga là cho cái tàu này chở ngũ cốc bình thường thôi, để cho nó đi ra, đi về cảng Hồng Kông của chúng tôi, và được phép của bên Nga thì bắt đầu tàu này được rời. Tức là cái tàu này có thể nói được rời khỏi cảng là Choromorsk này, là được sự đồng ý của Nga và Trung Quốc, Ukraine đàm phán. Thế thì qua cái sự kiện này thì chúng ta thấy rõ ràng là Trung Quốc và Ukraine nó cũng có những cái vấn đề nhất định với nhau đấy, chứ không phải không đâu các bạn nhá. Đấy, còn trước đây Trung Quốc có chở hàng vào trong này cho Ukraine hay không thì chúng ta cũng hoàn toàn không thể biết được. Đấy, nhưng mà đây là tàu chở ngũ cốc ra thì chắc chắn là Nga cũng không cần kiểm tra, bởi vì Trung Quốc đã bảo lãnh và chịu trách nhiệm hoàn toàn về cái tàu này. Còn trong trường hợp nó có sự cố gì thì lúc đấy thì đương nhiên Trung Quốc là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng mà chắc chắn là nó sẽ không có cái vấn đề ở đây. Thì như chúng ta biết là chúng ta có thể xem lại mấy cái hình ảnh của cái cảng Reni và cái cảng Ismail này. Tức là Nga dàn mặt, tức là riêng về đi vào sông Danube hoặc là đi vào cái cảng Sulina của Romania, sau đó là nhập vào cái đường sông Danube mà vào đây thì cũng chả lấy được cái gì trong này. Hôm qua thì Nga đã phá được mấy cái kho nhiên liệu trong này các bạn nhé. Có thể nói là như vậy. Hai cái cảng Reni và Ismail này thì từ cầu cảng đến thang máy này đến kho tàng này, cần cầu các thứ là đã đánh nát hết rồi. Có thể nói là như vậy. Tôi nghĩ Odessa cũng thế, còn có một số cái chỗ mà Choromorsk với chỗ mà Ochakov này thôi. Còn cái phía ngoài này có một cái cảng này cũng đã bị nát rồi. Còn trên Odessa thì có mấy cảng. Thì chúng ta cứ biết thế đã. Rồi. Tiếp theo là cái con tàu này ấy, có thể nói là Nga không cần phải kiểm tra. Nga phát cho một cái giấy, tức là gần như là một cái giấy phép để cho tất cả đi qua ngoài này. Nói chung là chỉ có Nga kiểm soát, mà Nga không kiểm soát là thôi rồi. Có thế thôi. Đấy. Thế là chúng ta đi vào cái thứ hai, cái vấn đề thứ hai ngày hôm nay. Cái vấn đề chỗ mà như chúng ta biết là cái chỗ cầu Ivanov này. Ivanov thì cái chỗ mà khu vực này thì chúng ta thấy là tranh chấp mấy ngày hôm nay, đúng không ạ? Nhưng mà đến hôm nay thì có thể là đã đưa hết toàn bộ sang người bên kia hết rồi các bạn nhé. Tức là cái lính của bên Ukraine có thể qua bên này hết rồi. Xin lỗi. Ukraine đã đi qua bên này hết rồi. Chứ qua bên kia xong luôn rồi các bạn. Đấy, bởi vì là như hồi sáng này chúng tôi cũng có nói là coi như là qua bên kia xong nhé. Chứ không phải qua bên này đâu các bạn nhé. Không phải qua bên này đâu. Thế là hiện nay là cái lực lượng của Nga coi như chúng là có thể nói là đã toàn bộ khu vực này thì chúng ta biết rồi là của Nga rồi, cũng màu đỏ hết rồi, nhưng mà để chúng ta là xác định là như vậy. Thế ngoài cái chỗ màu này ra, nhưng mà theo tôi được biết là Nga đã qua tới phía bên kia rồi cơ. Đấy. Chứ không phải chỗ này không đâu các bạn nhé. Thì tôi được biết là bên Ukraine đã mất 3 hệ thống pháo ở đây. Buổi sáng thì chúng ta thấy là có mất một cái gì đấy, thì bây giờ đã mất ba cái bên này. Và cái số quân mà bị rút đây thì Nga cũng đã truy đuổi thì cũng có thể nói là cũng đã tiêu diệt được là một số là trên đường, còn một số thì họ qua được bên kia. Và hiện nay có thể nói làm chủ cả cái khu vực này đấy các bạn. Có thể nói là cả cái khu vực ngoài này nữa này. Đấy. Tức là khu này này, nhưng mà cái này có thể nói là vùng xám thôi. Đấy, thì cái chỗ có thể nói là cái của Kozachi này là nói tương đối để yên tâm, nên là Nga là làm chủ hoàn toàn, đặc biệt là cái khu mà
định cư của Karachi bên này. Nhưng mà cái ngày hôm nay chúng ta biết là Ukraine đã phát hiện ra một cái hệ thống S-300 phòng không của Nga tại khu vực này. Đây chỗ khu vực này các bạn này. Nếu tôi view to này các bạn sẽ thấy thì đây cái chỗ mà Amiensk, tức là chúng ta biết đây là cái vòng cung mà phòng thủ lớn nhất của Nga, dài 9 km, thì đây là cái chỗ này là cái chỗ S-300 thì họ đã phát hiện ra. Thì bên đấy là người ta bắn bằng cái pháo phản lực là cái loại mà HIMARS 77 các bạn nhé, là đánh vào đây thì có thể nói là rất là đau. Chúng ta nhìn cái video của cái chỗ này thì chúng ta thấy rất là đáng tiếc. Như vậy chúng ta nhớ là hôm qua thôi thì là Nga đã đánh được một cái bên này. Chúng ta cũng nhớ là hôm qua thì Nga cũng đánh được cái chỗ gần Mykolaiv đây, là cũng một cái S-300 thì là bằng cái có thể là bằng từ cái chỗ mà Crimea bắn. Thì hôm nay họ lại làm lại một cái như vậy thì có nghĩa là một điều đứng về cái S-300. Nhưng mà còn cái sáng hôm nay thì chúng ta đã nói rồi, đã tấn công một cái nhà máy coi như là nâng cấp cái S-200 của bên Ukraine. Thì cái đấy cũng là một cái thắng lợi rất lớn, tại vì cái S-200 đấy là nó toàn bắn từ chỗ Zaporizhia, là nó bắn tới đấy các bạn, rồi bắn tới qua miếng chỗ mà Krasnodar nữa. Thì có thể nói là đây là một cái thất bại của Nga ở cái khu vực này, rất là đáng tiếc cho cái khu vực này. Rõ ràng là cái chỗ này ngoài cái công sự lớn nhất thế giới đây thì rõ ràng là bên Nga cũng bố trí rất nhiều cái hệ thống phòng vòng đây. Nhưng mà tôi thấy nếu mà đậu cái chỗ này thì nó rất là trống trải. Hay là có lẽ là bắt đầu làm cái chuyện gì đây thì chưa kịp làm thì đã bị phát hiện và đã bị tiêu diệt. Thì rất là đáng tiếc. Rồi bây giờ chúng ta đi lên cái khu vực ở phía trên này, Robotyne. Cái chỗ này thì chúng ta biết là hiện nay là có thể nói là một cái khu vực bên Ukraine người ta đang rất là chú trọng, mà có thể là họ sẽ đánh trong mấy ngày tới đây là cả cái khu vực này. Cái Robotyne thì có thể nói là đã mất là gần hết rồi đấy các bạn. Còn cái khu vực tí miền Trung thôi, coi như là phía miền Nam và một tí miền Trung, thì hiện nay là các cái khu vực này là họ đã đánh vào hết rồi. Họ đánh rất nhiều hướng. Chúng ta biết là đánh thẳng xuống dưới này nữa, và hướng Verbova. Nhưng cái đặc biệt là chúng ta biết rằng là hiện nay là người ta tung ra cái loại xe tăng Challenger của Anh, là có thể nói là lần đầu xung trận đấy các bạn. Đấy, lần đầu xung trận, và nó như chúng ta biết là cái xe tăng này nó có khả năng nó bắn được cái loại vũ khí mà uranium nghèo. Nhưng mà lần này là họ có bắn cái uranium nghèo hay không thì chúng ta cũng biết. Thì nó tích hợp được cả hai loại đạn, là loại đạn uranium nó của Anh, mà tất cả là của hàng của Anh hết, và một cái loại đạn mà không có uranium. Thì nếu mà họ mang cái uranium mà họ đánh vào trong cái dịp này hiện bây giờ thì có thể nói cũng là rất là ác. Bởi vì là nó cũng là cái, tôi nghĩ là cuộc tổng tấn công cuối cùng rồi. Hồi sáng là tôi nói có 3 cái lữ đoàn đấy, trong đó có lữ đoàn 82 thì dự trữ chiến lược là đang tung là đánh luôn đấy các bạn nha. Đấy, có thể nói là người ta vẫn chưa từ bỏ cái mặt trận này đâu. Đấy, cái mặt trận này là họ là quyết đến cùng, mà chúng ta biết là dưới này là tô mắt là dưới này này. Đấy, tô mắt là dưới này. Đấy. Sau khi nếu mà họ đánh xong cái chỗ Robotyne này là họ sẽ đánh xuống chỗ Novopakrovka này. Đấy. Còn đây là Novopakrovka khác này, đây các bạn nhé, còn là Verbova. Đấy, thì hiện nay là cái đại bản doanh người ta đóng là tại là Mala Tomaska chứ không phải là chỗ Orikov đâu các bạn nhé. Đấy, chỗ Orikov không phải. Thế thì nếu mà trong khi đó thì Nga hiện nay là chúng ta biết là không biết là nhử họ vào cái chỗ Robotyne này hay là không thì chúng ta chưa biết, nhưng mà hiện nay thì đang ở vùng phía nam thì còn đang cố giữ. Còn cách cái vùng này thì Nga đang giữ rất là chặt, và ngoài ra còn có các loại K-52 thì thỉnh thoảng tới để bắn, và có cái gọi là cái UAV đấy của Nga thì rất là nhiều, là bay khắp nơi khu vực này các bạn nhá. Thì khi mà phát hiện được các xe tăng là họ sẽ tiêu diệt. Thì hiện nay cái khu vực này có thể nói là trong những ngày tới, từ nay đến cuối tuần, tôi nghĩ là sẽ có những biến động rất lớn tại khu vực Robotyne này. Bởi vì họ đã tung các cái lực lượng có thể nói rất mạnh, rất nhiều các loại xe tăng khác nhau, kể cả Challenger, cũng như các cái lữ đoàn mà gọi là chiến lược cũng đã tung luôn ra trong cái dịp này. Có khi là chúng ta đang nói đây, nhưng mà đến sáng mai có thể là có những cái bản tin khác về cái chỗ khu vực Robotyne này rồi. Thì có, tôi sẽ cập nhật ngay. Ví dụ như hôm nay có cái S-300 bị mất là tôi phải cập nhật ngay. Và có cái tàu của Trung Quốc là coi như là đi ra. Chứ thời buổi bây giờ mà đi ra đi vào như thế là không có được.
Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang cái khu vực tiếp theo là cái khu vực mỏm này. Cái mỏm này nó cũng có rất nhiều cái vấn đề đấy các bạn nha. Thì hiện nay thì như chúng ta biết là cái khu vực này là cái khu vực mà gọi là ngưỡng kháng cự cuối cùng, có thể nói vậy. Còn cái chỗ Zavidna thì chúng ta đã thấy là mất ở trên đầu đấy rồi. Có nghĩa là các lực lượng của Ukraine người ta đang tấn công rất mạnh vào, thẳng vào cái phía bắc và phía đông, và phía đông của cái Zavidna rồi các bạn nha. Và họ tiếp tục họ đánh xuống dưới này bằng các UAV đi, tức là họ đi tuần tra tất cả các cái trên đường. Nếu thấy cái xe tăng hoặc là thấy cái hệ thống pháo binh nào của Nga là họ tiêu diệt. Đấy, cho nên là hiện nay Nga cũng đang cố gắng giữ cái khu vực này, nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ là cũng sẽ rút, giống như là cái chỗ mà trên Urasna trên này. Bởi vì nếu mà Nga có rút ấy, thì có nghĩa là để bảo toàn lực lượng thôi. Đấy, và còn có đánh đây cũng chẳng qua để cầm chừng họ, về giữ chân họ thôi, chứ không có nghĩa là rút chạy, không phải rút lui. Đây là rút lui chiến thuật chứ không phải rút chạy các bạn nhé. Như Urasna là nhân đây tôi cũng nói luôn là hôm trước là chúng ta nói đây là 1.000 người đã bị tiêu diệt tại đây, mà chúng tôi không có nói về cái số lượng xe tăng và xe bọc thép, thì hôm nay chúng ta có thể biết được cái số này rồi. Thứ nhất đấy là tất cả cái trên đường này, trên cái tuyến đường mà từ gọi là từ bắc thẳng qua nam này á, thì người ta đếm là như thế là 25 xe tăng và xe bọc thép nằm coi phơi xác ở đây các bạn nha. Nhưng mà đấy là bên Ukraine nói thôi, nhưng mà thực tế là người ta đánh từ cái phía Stromayer này vào Urasna nữa. Đấy. Và từ cái chỗ phía ngoài này người ta cũng đánh vào Urasna nữa, là đánh mấy cái mũi này. Thì tất cả các phía ngoài này là Nga đánh rất là nhiều. Đấy. Rất nhiều xe tăng, xe bọc thép ở các cái khu vực ngoài này. Thậm chí còn ở Rinopin ở phía trên này nữa, và đánh mọi thứ trên này. Thậm chí là Nga còn đánh ra phía coi như là trên cái mỏm phía ngoài là Vedika, Novichinka này kìa. Đấy. Thì có thể nói là tất cả cái này thì người ta là không có tính vào các bạn nha. Khi mà nếu mà tính vào hết tất cả các cái khu vực ngoài này nữa thì cái lượng xe tăng, xe bọc thép của Ukraine là mất tới 40 và cộng thêm là 1.000 coi như là binh sĩ. Cho nên có thể nói là để mà nhử được vào Urasna này, để mà lấy được chừng đấy nhân mạng của đối phương là cả một nghệ thuật đấy các bạn, cả là nghệ thuật quân sự. Đấy, cho nên là bây giờ cái vấn đề mà rút lui rồi đánh trả rồi nhả như thế nào đấy thì đó là cũng là một nghệ thuật hết. Chứ chúng ta đừng có vội thấy rút lui là chúng ta bắt đầu là chê bai quân đội Nga rồi những là tướng lĩnh kém rồi nọ kia, là nó không có đúng đâu. Đấy, chúng ta phải kết luận cuối cùng đó là gì, chứ đừng có thấy vào lưới một quả hai quả như thế là thua. Đấy, chúng ta nói hoài chuyện này rồi, cái cuối cùng là cái trận này nó là cái gì thì thôi, chứ còn khi mà có đánh mà làm sao mà đánh mà thắng mãi được, mà tấn công mãi được các bạn, nó phải có lui, nó phải có cũng bị tổn thất đấy. Như bây giờ như đánh được một cái F-300 của người ta là rất mừng, nhưng mà đến khi họ đánh lại cái F-300 thì nó lại chuyện đấy, nó cũng chúng ta thấy nó phải là bình thường là trong chiến tranh có thế thôi. Chứ nên là coi như mình chúng ta cũng đừng có vội vàng mà coi như kết luận như thế. Thế hiện nay ra Vietnam này thì là bên Nga cũng còn rất đông ở đây các bạn nha, chứ không phải là nói thế là rút đâu. Nhưng rõ ràng là trong tư thế rút, mà nếu mà tử thủ tôi nghĩ là tử thủ ở phía dưới này, chứ không phải là chỗ Rabotna, chỗ mà ra Vietnam trên đấy đâu, sẽ tử thủ ở khu vực này. Đấy, còn khu này tôi nghĩ là có thể xóa sổ trong cũng không lâu. Đấy, cho nên chúng ta cũng xác định là như vậy. Thì trong khi đó là như hôm nay sáng nay chúng ta nói là bên Ukraine người ta đang gọi xả hơi mừng chiến thắng, coi như là người ta cắm cờ cái chỗ mà Urasna này, thì bây giờ họ đang tập hợp lại tất cả các lực lượng ở đây là bắt đầu họ sẽ đánh xuống. Đấy, và mà khi mà đánh xuống là chúng ta biết là không chỉ là người ta dùng các cái loại UAV để mà coi như tính là coi các cái khu vực này đâu, mà người ta còn bay hết cả phía dưới này nữa các bạn nhé. Đấy, rất nhiều đó, chứ không phải là không đâu. Đấy, tất cả là người ta đều đang kiểm soát xung quanh này để xem có các cái lực lượng pháo binh hay là lực lượng xe tăng của Nga là để họ tiêu diệt. Đấy, còn trong này thì rõ ràng chỉ có kho và bộ binh thì là họ sẽ đánh cấp tập như là từng đánh chỗ Urasna, thì họ sẽ lượm được cái chỗ Strelinovska này. Đấy, sau khu vực này rồi bắt đầu mới nói chuyện cái khu vực bên này và khu vực bên này Ryutyne, hoặc là bên này là gọi là Novorossiysk.
Để chúng ta đi qua phía bên này. Đây, cái chỗ này hồi sáng thì tôi đã nói rồi, khu vực này thì chúng ta biết là Nga đang rất chú trọng cái chỗ này. Đấy. Ngoài thì mấy ngày nay thì chúng ta biết là Nga đang đánh xuống cái khu vực này và thậm chí đánh về giữa của hai cái làng này, tức là làng Parakovka đây và Novomikhailovka, và hiện nay là Nga lại đánh lên trên này nữa. Đấy. Tất nhiên cái khu này cũng không phải là dễ nhai đối với Ukraine đâu các bạn nhé. Hiện nay là họ cũng đang cố gắng là coi như là phản công lại các cái khu vực này, nhưng mà tôi nghĩ là cái chỗ này chắc là cũng sẽ bị thất thủ bởi người Nga, tại vì tôi thấy đánh cả trên xuống mà dưới lên, mà thậm chí đánh cắt luôn cả cái đường. Ở đây chúng ta biết là nó có một con đường, con đường mà nó nối tất cả các làng này với nhau đây, các làng này đấy, chúng ta biết rồi. Thì chúng ta nói nhiều về cái vấn đề này, thì hiện nay Nga đang chia cắt cái khu vực này. Còn lên cái chỗ mà trên này thì chúng ta biết này, đây là chỗ này là nó là Papeda, còn đây là Marinka, chúng ta biết rồi. Còn cái khu phía trên này nó mới là cái là Adipka này, Adipka là trên này, còn dưới này là Peromaiske, còn đây là Nevenske, còn cái chỗ này là Krasnogorovka. Thì chúng ta là bây giờ chúng ta nói chữ Krasnogorovka này. Thì chúng tôi cũng nói hoài, cái khu vực này là họ đang tự thủ ở đây và tự thủ phía đông bắc đây. Thì Nga hôm nay đã tấn công từ chỗ Stromikhailovka vào đây. Thì chúng ta biết là khi mà tấn công vào đây ấy, thì có một cái xe tăng là hồi sáng chúng ta nói là tới đây là coi như là Nga là bị UAV, tức là bị không phải UAV mà bị súng chống tăng người ta bắn. Đấy, thông thường có thể là người ta pháo binh người ta bắn các bạn nhé, có thể là pháo binh bắn này. Đấy. Rồi, hoặc có thể là UAV là nó bắn. Đấy. Nhưng mà lần này thì nó lại là súng chống tăng bắn, tức là khi nếu mà súng chống tăng bắn thì người ta biết là ngay gần đây rồi. Đấy, thế là nó ở cái khu vực này bắn. Cuối cùng là Nga coi như là đem UAV pháo kích không kích vào cái chỗ này là tan nát cái khu vực này luôn. Tức là có rất nhiều cái chiến hào ở đây là Nga đã làm tan nát luôn. Tại vì ví dụ như trong trường hợp mà nếu mà bị UAV thì là nó là nhãi khác, hoặc là nó là pháo binh là nhãi khác, nhưng mà đây là súng chống tăng thì nó lại rất là gần. Đấy, thì chính vì thế cho nên là Nga đã phát hiện UAV là bay ở đây, là cuối cùng phát hiện ra là rất nhiều chiến hào ở cái khu vực này. Đấy. Đấy, cái khu vực này chúng ta đã xóa sổ này rồi, tức là rất nhiều chiến hào, thì chúng ta xem video chúng ta thấy rất là rõ. Đấy, thì như vậy là trong những ngày tới rõ ràng là cái khu vực Krasnogorovka này, Krasnogorovka này là Nga sẽ phải bằng mọi giá, là Nga sẽ phải đánh cho bằng được cái khu vực này. Đấy, tại vì khu phía bắc và phía nam này là đều đã dồn hết, mà ở chỗ này chỉ có một lữ đoàn thôi các bạn nhé, hiện nay nó có một lữ đoàn ở đây thôi. Đấy, cho nên cái khả năng mà Ukraine sẽ phải rời bỏ cái này là tôi nghĩ là một điều chắc chắn. Đấy, thì có thể nói là tất cả cái chỗ này là Nga đã dọn sạch, có thể nói là dọn sạch sẽ hết tất cả rồi, và có thể nói là vẽ ra một cái khu vực này của Nga cũng được, không có vấn đề gì hết. Chúng ta có thể vẽ như thế này, là cái lực lượng của Nga nó đã chiếm ra tới đây rồi. Đây các bạn nè, tất cả khu vực này, đây là cái hình vẽ của tôi thôi. Trên tinh thần nếu mà trong trường hợp ngày mai mà vẫn giữ được thì là Nga đã lấy được cái phần tẹo phía đông bắc, tức là các chiến hào nhằng nhịt ở phía đông bắc của cái Krasnogorovka này. Đấy, là nó là như vậy đấy các bạn. Thì cũng hy vọng là trong những cái giờ tới thì Nga sẽ tiếp tục các cái trận chiến ở cái khu vực Krasnogorovka này để góp phần đánh lên trên là Adipka và đánh xuống dưới là Marinka, để có thể nói là giải quyết các cái vấn đề chỗ đô nhét này. Đây thì chúng ta biết là nếu mà tôi view nhỏ lại thì chúng ta sẽ thấy là đây là Adipka. Đấy, Adipka, và bên dưới này là coi như là Marinka. Đấy. Thì chúng ta đang nói là cái chỗ này. Đấy. Nó sẽ giải quyết là cái vấn đề là tương tác với trên này, nếu mà giải quyết được cái chỗ này xong. Đấy. Rồi tương tác xuống dưới này. Đấy. Và tương tác vào dưới này, trong này. Đấy. Thì chúng ta có thể nói là đấy là cái chiến thuật của Nga mà có thể để mà giải phóng toàn bộ cái khu vực này các bạn nhé. Đấy, các cái khu vực này. Đấy, có thể nói là như thế này. Đấy. Nó là như vậy. Thì chúng ta cũng hy vọng là cũng phải giải quyết cho bằng được cái chỗ này. Còn khu vực chỗ Bakhmut đây thì chúng ta có thể nói là cũng không có gì lớn, chỉ có riêng chỗ Klitschko này thì hôm nay thế nào mà coi như là UAV của Nga
đã phát hiện ra một cái xe Bradley ở cái cổ phía Tây Bắc này, tức là cái chỗ phía đằng này các bạn này, đấy, một cái Bradley đang ở đây, thì coi như là Nga đã phát hiện ra và coi như là Nga đã tấn công một cái xe tăng đó. Thì chúng ta xem cái video và tiêu diệt cái xe tăng này các bạn nhé. Thì tại sao nó lại có ở đây? Thì hiện nay là mấy ngày nay là có thể nói ở đây rất là vắng bóng, gọi là quân Ukraine, nhất là từ khi mà bị tấn công ra tới cái mấy con kênh ngoài này, cũng như là chỗ Krychivka này, thì gần đây là vắng bóng kể cả phía Bắc và phía Nam của, nhưng mà có thể là một cái xe tăng là người ta đi trước người ta trinh sát, hoặc là một cái những cái xe tăng mà tới người ta đến hốt xác thi thể về, hoặc là người ta đang tới có thể là luân chuyển quân như thế nào đấy. Thì hiện nay là đã bị một cái khu vực này. Thế ngoài ra thì cũng không có cái chỗ nào mà giao tranh ở cái khu vực Bát Mút này các bạn nhé. Còn riêng chỗ Sinkovka ở phía trên này, thì hiện nay á, là coi như bên quân Ukraine người ta tự rời đi khỏi Sinkovka các bạn nhé. Đấy, chúng ta nhìn này, nếu mà chúng ta nhìn đây chúng ta thấy rõ này. Đấy, tức là bây giờ nó nằm trong cái khu của bên Nga rồi các bạn. Thế là họ tự họ rời đi. Đấy, thì không biết là tại sao họ rời đi thì không biết, là có thể là họ về họ cùng tự thủ cái chỗ mà Kurian này, hoặc là về cái chỗ Petropavlovsk này. Đấy, thì hiện nay là Nga, nhưng mà Nga vẫn không vào các bạn nhé, Nga vẫn không vào. Như hồi sáng tôi nói Nga vẫn không vào, hồi sáng thì chưa lấy được cái chỗ này đâu, nhưng đến bây giờ thì hoàn toàn là Nga kiểm soát, nhưng Nga không vào, sợ là bắt đầu là họ đánh kiểu như là họ dội lại vào trong này đấy, cho nên là Nga hiện nay không vào, mà Nga chỉ đánh xung quanh. Thì như chúng ta nói là Nga sẽ đánh xuống phía dưới này và đánh phần vào phía các chỗ Petropavlovka này rồi vào cái khu vực này, đấy là trong tương lai thôi, chứ còn đến bây giờ thì chưa được như vậy. Anh này đây là kế hoạch là như vậy, nhưng mà cái việc mà lấy được Sinkovka này cũng là một cái thắng lợi lớn ở cái khu vực mà Kuvia này các bạn nhé. Đấy, thì hiện nay nó cũng có một số cái vấn đề như vậy thôi. Hiện nay là Nga cũng chủ động là tấn công xung quanh của Sinkovka chứ không có vào, và đánh theo sang hướng là Petropavlovsk cũng như là Kupiansk. Thì đấy, cái tinh thần ngày hôm nay nó chỉ có một số cái tin mà nó hơi nóng một tí là tôi thông báo các bạn. Thứ nhất là có một cái tàu Trung Quốc đi ra, thứ hai là mất một cái S-300, và Nga cũng đã tấn công được một cái nhà máy mà nâng cấp cái S-200, cũng như là cái nhà máy mà Bayraktar thì chưa đâu nha các bạn nha. Cái này là khi nào họ khánh thành là người ta phải đánh, chỉ có một số kênh khác nói là nó không chưa phải đâu các bạn nhé. Đấy, còn đặc biệt là thêm là đã bắt đầu là xuất hiện cái xe tăng của Anh, xưa nay là không có. Thì cái việc xuất hiện nó là cái thứ nhất đấy, là một cái đòn sấm sét sắp tới. Cái thứ hai nữa là bên Ukraine đã hết xe tăng xe bọc thép, và cái thứ ba nữa có thể người ta sử dụng cái này để người ta sử dụng cái uranium nghèo, tức là sẽ tấn công mang tính hủy diệt Nga. Đấy, có thể nó là phóng xạ này, rồi cả bom chùm, đạn chùm và tất cả mọi thứ đấy. Thì có thể đây là cũng những cái trận tấn công cuối cùng của cái mùa hè. Thì tôi cũng xin khuya rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video cuối cùng này, và chúng ta lại hẹn chờ vào sáng mai. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.